Chào các bạn, sau đây ta sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tiên scan của máy DCP-T720DW. Scan bằng nút scan trên bảng điều khiển của máy in. Thì đầu tiên, ta sẽ chuẩn bị cho các bạn hai tờ tài liệu mà ta muốn scan. Rồi, sau đó ta úp xuống. Để vào khay ADF. Ta để trên mặt kính cũng được cho các bạn. Nhưng hôm nay tôi muốn lẹ thì ta sẽ để trên khay ADF. Rồi, ta tiếp tục bấm nút scan trên bảng điều khiển. Màn hình hiển thị là scan select, mũi tên lên hoặc xuống, ta bấm mũi tên xuống, ta chọn là scan to PC, bấm OK. Ở đây cho bố các bạn là bốn sự lựa chọn: file, OCR, email là hình ảnh nè, email nè. Ta sẽ chọn là file nha các bạn. OK. Scan to file. Rồi, lúc này ta bấm nút màu xanh. Connecting to PC, nghĩa là đang scan trên máy tính. Rồi, trên góc màn hình phía bên tay phải của máy tính thì các bạn cũng sẽ thấy ha, đấy là scanning nó đang chạy cái app scan. Rồi. Trên HANA ADF thì các bạn đang thấy nè, nó sẽ kéo giấy để nó scan. Rồi, tiếp tục trên máy tính, nó sẽ hiển thị luôn cái file mà nó vừa mới scan luôn cho các bạn. Đây, hai cái file vừa mới scan xong. Rồi, cái file này nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm trong phần Deep PC Document. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở lên cho các bạn xem nha. Đây, tờ thứ nhất, tờ thứ hai. Như vậy là vừa xong phần scan đầu tiên của máy DCP-T720DW. Chúc các bạn thao tác thành công.